Sáng 18 tháng 11, các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ, quận Đồ Sơn, đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã Tân Trào, Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy. Sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các dự án tại hiện trường, nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các địa phương, sở ngành và đơn vị thi công, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh: để thực hiện tiếp các cái công việc này thì đây là hai công trình ngay từ đầu năm là mình đã xác định chưa hoàn thành trong năm nay, cũng như nó. Tuy nhiên thì đã làm được như vậy. Thì trước hết thì phải xác định cái công hai, cái công trình này là phải hoàn thành trong năm 2023. Thì hôm nay giao cái trách nhiệm cho Sở Kế hoạch Đầu tư để bố trí vốn, cũng như là hai địa phương thì xác định cái công trình này như vậy là cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của hai địa phương, cũng như là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của thành phố trong năm 2023. Thế thì để làm nhanh được thì cái thứ nhất thì đề nghị là hai địa phương khẩn trương phê duyệt cái phương án đền bù những chỗ nào có giá rồi thì phê duyệt. Đấy, thì còn lại công khai rồi cũng như là thực hiện cái công tác để bù giải phóng mặt bằng, và đối với lại các cái kiến nghị về giá đất và giá vật kiến trúc thì chắc là thành phố không có sự thay đổi đâu. Còn nếu là đối với các hộ kiến nghị về các cái hai cái nội dung này thì tôi đề nghị hai địa phương viết cái hồ sơ để cưỡng chế. Mình vừa thiết hồ sơ cưỡng chế rồi vừa vận động thuyết phục thì nó mới nhanh được, chứ không thể để cứ đi kiến nghị giải quyết thêm mạch kiến nghị thì nó rất lâu. Thế vì riêng về các cái kiến nghị về cái các hộ về cái kiến nghị về giá đất giá vật kiến trúc thì như thế. Thế còn trường các cái trường hợp cá biệt liên quan đến cắt tòa nhà chéo ấy, tuy nhiên là dưới 40% thì có 17%, cũng như là cái công trình phụ sau khi tháo dỡ công trình chính thì đề nghị là cái này hai địa phương có thì sớm trình lên thành phố đi để mà xem xét giải quyết cái hỗ trợ khác này, để cho nó thoát cái việc này đi. Thì đề nghị các ngành khi mà trình lên thì các ngành ủng hộ đi, thì lấy hỗ trợ khác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để cho nó giải quyết cái này. Một việc nữa về phần vốn đấy thì bây giờ thì vừa rồi thì cũng đã trao đổi rồi, nếu mà vướng mắt về vốn để giải phóng mặt bằng thì đề nghị là các chủ đầu tư trình để ứng cái quỹ từ phát triển đất đi cho nhanh. Thế còn nếu thiếu về xây lắp thì đề nghị Sở Kế hoạch là cho, nếu mà ảnh hưởng lớn từ cái 2007 ấy, thì đề xuất bên thành phố, thành ủy, hội đồng nhân dân cho ứng kế hoạch 2023. Bây giờ ứng được rồi. Với các trường hợp đặc thù về giải phóng mặt bằng trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Kiến Thụy sớm báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành xem xét phê duyệt. Đối với phương án đền bù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng lưu ý cần thực hiện chặt chẽ đúng quy định và tăng cường việc tự kiểm tra, rà soát, rút kinh nghiệm. Với trường hợp cần bố trí tái định cư khi thu hồi đất, cần thực hiện khẩn trương bảo đảm đúng đủ chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà thầu có mặt bằng sạch thi công. Báo cáo tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn thông tin, tuyến đường nối từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún, quận Đồ Sơn có chiều dài 6,2 km, điểm đầu giao đường bộ ven biển, điểm cuối ngã ba Vạn Bún. Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 832,6 tỷ đồng lên 959,1 tỷ đồng. Dự án thu hồi 16,7 ha của 363 hộ, 9 tổ chức trên địa bàn 3 phường Ngọc Xuyên, Vạn Hương và Minh Đức. Đến nay, quận thực hiện giải phóng đạt 72,3% diện tích mặt bằng. Về khối lượng thi công, tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp đạt thấp, chưa bảo đảm yêu cầu. Để tháo gỡ vướng mắc khó khăn dự án, quận Đồ Sơn kiến nghị thành phố quan tâm không giãn hoãn nguồn vốn 53 tỷ đồng để quận tiếp tục chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, bố trí vốn năm 2023 để chi trả toàn bộ đối với công tác giải phóng mặt bằng và 200 tỷ đồng để thanh toán các nhà thầu xây lắp.
Tại huyện Kiến Thụy, tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển xã Đoàn Xá có tổng mức đầu tư hơn 924 tỷ đồng, tổng diện tích đất thu hồi hơn 434.000 m², dự án thực hiện giải phóng mặt bằng đạt hơn 413.000 m², đạt 95%. Về công tác thi công, đến nay dự án hoàn thành 2 cống hộp, cầu qua sông Đa Độ, thi công nền đường đạt 2,5 trên 14,8 km, giá trị khối lượng hoàn thành đạt 15% giá trị hợp đồng. Tiến độ thi công chậm như vậy do 3 nhà thầu chưa nhận mặt bằng để triển khai thi công dự án. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công, huyện Kiến Thụy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho phép tính toán bồi thường, hỗ trợ phần tài sản trên vị trí đất ngoài chỉ giới thu hồi. Đối với dự án xây dựng nông thôn mới, năm 2021 và 2022, huyện Kiến Thụy triển khai 5 dự án nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã Thanh Sơn, Đại Đồng, Đại Hà, Minh Tân, Tân Trào với tổng mức đầu tư hơn 558 tỷ đồng với 64 tuyến đường có chiều dài 46 km. Đến nay, các xã giải ngân đạt 185 tỷ đồng, đạt gần 60%. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Kiến Thụy phấn đấu hoàn thành 36 trên 64 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại 5 xã.